làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Cha quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát, nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ, không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á, nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay, có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm, ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chiếc phim luôn. Toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý đó Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Ờ, tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn? Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bói gói. Cái đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được. Trời ơi, sao? Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ cưới xong á thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Vẫn mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi thương lượng, thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm dạ, chí dạ lúc đó em cũng không biết gì luôn. Với lại em thì đi học rồi đó, giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau hai ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ. Thấy vui không? Thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi. Dạ. Một khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau rồi mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Hậu Giang, hiện đang làm nhân viên kế toán. Dạ xin Hậu chào Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Du Phong, em đến từ Hậu Giang, năm nay em 28 tuổi. 28. Nghề nghiệp của em là kỹ sư cơ khí. Ông đoán cái cho tôi vui vẻ coi nè. Hai bạn có thể là chung sớm với nhau và từ nhỏ là hai bạn đã là thanh mai trúc mã với nhau. Đi học là hai bạn cũng đi chung với nhau, cũng là những người bạn học chung trường, chung lớp với nhau. Và tình yêu bắt đầu nảy nở và yêu nhau lén lút. Và cho tới bây giờ coi như là thành vợ thành chồng, đúng không? Dạ. Dạ đúng khúc sao. Dạ đúng khúc sao. Rồi đúng khúc sao, trời ơi ghê chưa. Sao mà đúng khúc sao đâu, kể chị nghe coi. Dạ hai đứa em gặp nhau là lúc năm lớp 10 là em chuyển trường vào trường chung trường của chồng em học. Lúc đó là học hai vợ chồng chung lớp luôn. Lúc đó thì nhìn chồng em trắng lắm, trắng hơn bây giờ nhiều lắm. Dư chồng em rất là hiền, nhìn hiền khô hiền nhất luôn. Còn em thì sao, em ấn tượng gì về cô gái này? Cái ấn tượng ban đầu em gặp vợ em là rất là thì mị, hiền, nữ tính nữa. Nhưng mà là đúng gu á. Đúng gu luôn, có trắng luôn, có trắng bóc giống vậy không? Dạ, trắng y chang luôn. Trắng bóc y chang vậy luôn, tóc dài vậy luôn. Dạ. Rồi em cua nhỏ này sao đâu, kể chị nghe coi. Nói chung là em cũng không biết cách gì đâu. Thì em hôm đó em mới nghĩ một cách là em mượn cuốn sách địa lý. Rồi về em giao quà là em làm gách một trang. Rồi hôm sau á thì em trả sách xong em mới mượn cớ là xin số điện thoại của bạn kia để xin lỗi. Ông mưu cua, tính kế. Ông cua người ta thôi mà ông phạm luật, ông làm rách sách. Rách sách, không phải rách sách thì có cớ được rồi. Tại sao hồi đó không cua bằng cái cách là giống như là mình ép một lá phượng hay mình để một cái miếng giấy và mình ghi vô là bạn ghi ơi bạn thế này nó nó lãng mạn không? Dạ em lúc đó em nhát đó, em không có dám không viết thư luôn. Nhưng mà cái thời đó là có điện thoại di động chưa? Dạ lúc đó là chưa có được xài riêng thì mượn của cha mẹ xài thôi, nhắn xong rồi xóa. Nhắn xóa liền dễ sợ không hả? Còn bên này có phải là mượn điện thoại của ba mẹ luôn không? Dạ đúng rồi, thường buổi tối thì em sẽ mượn điện thoại của ba em để chơi game. Rồi mới thấy tin nhắn rồi mới hỏi qua lại rồi mới biết là bạn Phong ở chung lớp. Nhắn tin rồi xin lỗi này kia. Rồi lén lúc nhắn tin qua lại nhiều không? Dạ tức là nhắn tin khoảng tầm vài bữa thôi thì em tỏ tình luôn. Tỏ tình? Tỏ tình sao kể nghe. Vì tỏ mà nhát cái gì không biết nữa. Dạ em hỏi thẳng luôn là có Tú có đồng ý làm bạn gái của Phong không? Trời ơi lúc đó mới lên sao rồi Tú trả lời sao? Dạ em trả lời liền luôn là đồng ý. Coi như là lớp 10, cuối năm lớp 10 là yêu nhau hả? Dạ. Nay là yêu nhau mấy năm rồi ta? Tại em quen lớp 10, sau mà lớp 11 là tụi em bắt đầu chia tay rồi. Lý do? Dạ. Sao chia tay vậy? Quen có 1 năm chia tay vậy? Dạ, lúc đó quen được 1 năm. Lúc mà chưa quen á thì hai đứa vẫn còn nói chuyện. Trong lớp thì hỏi bài này kia vẫn nói chuyện.
Mà khi mà bắt đầu quen nhau là vô lớp là hai đứa không nói chuyện luôn. Xong rồi có một bạn kế bên lớp á, là bạn đó thích em, tỏ tình là viết thư luôn. Sau đó rồi bạn đó hẹn em ra ngoài ghế đá, em ngồi em nói chuyện. Không biết sao bạn này trong lớp lại hay cái chuyện đó. Rồi lúc đó kế qua ngày sau cái bạn này mới hẹn em ra ngoài ghế đá ngồi. Rồi bạn này nói là chia tay luôn. À là em tức em không? Sốc phải không? Em sốc. Dạ. Yeah. Em có thấy hình ảnh hai cái người đó ngồi ở ghế đá không? Từ trong lớp nhìn ra có thấy không? Tức là em không có thấy, nhưng mà một bạn trong lớp mét. Thấy mét lại giao. Ừ. Rồi ừ. Xong là em giận đùng đùng em giận đùng đùng có nghĩa là không cần phải biết lý do, không biết phải quấy như nào, ra chia tay là luôn. Chia tay luôn. Dạ ra nói chia tay xong là đi vô lớp. Lúc em cũng không năn nỉ luôn. Tại cái tính bạn này thì em cũng nghe nhiều bạn nói là bạn này rất là ghen. Anh này rất khó gia trưởng mà em thấy quen thì ảnh khó thiệt. Giống như ông cụ non vậy đó. Cho nên chấp nhận luôn. Rồi chia tay luôn. Chia tay bao em lâu? Em là em không giải thích luôn. À, hai đứa em chia tay được khoảng 2 năm. Hai đứa em là mỗi người là quen một người mới. Rồi xong lý do gì quen lại nhau? Đó là lên đại học rồi đúng không? Dạ. Năm đó là cũng gần cuối năm nhất rồi. Có một bạn cũng học chung lớp với em với vợ thì ở dưới phổ thông ở dưới á. Thì hôm đó mới lên chơi rồi mới rủ là đi karaoke. Rồi hai đứa vô tình gặp thôi. Rồi gặp sao? Nhau rồi cái sao? Ấn tượng lại thì như thế nào? Dạ thì em nghĩ cũng bình thường, tại vì lúc đó cứ nghĩ là vợ em thì còn quen bạn kia, còn vợ em thì nghĩ em còn quen bạn kia nữa. Thật ra là hai bạn là chưa có mà đang ở không? Dạ lúc đó dạ, là vừa mới chia tay khoảng mấy tháng luôn. Rồi sau bữa đó làm sao? Dạ sau bữa đó thì về bình thường. Rồi sau vài ngày thì chồng em đã có tự nhiên là có số điện thoại của em lúc rồi chồng em mới nhắn tin qua lại rồi làm bạn lại. Lúc đó là quên chuyện cũ rồi. Nhắn tin rồi xong mà có rủ đi đâu không? Dạ có. Cái lúc mà ngày đầu tiên mà chồng em hẹn em đi á thì chồng em dặn em á là em ơi đừng có ăn gì để anh dắt em đi ăn. Thì em cũng để bụng đói để chờ để được ảnh dắt cho em đi ăn. Xong á thì ảnh dắt lại một tiệm bún chay nổi tiếng ở Cần Thơ á. Quán đó em thấy là rất là đắt, ảnh nói là rất là ngon. Rồi thì đưa vô ăn mà em á thì em ăn món chay không được. Là bữa đó là bạn em ăn không chứ em không có ăn. Làm hại bữa đó em bị đau bao tử luôn mà anh này ảnh không biết. Tới giờ chắc ảnh cũng không biết luôn. À vậy đó hả? Dạ. Rồi hai đứa là sau khi quay lại với nhau là mấy năm sau thì tụi em làm đám cưới? Dạ khoảng 5 năm. 5 năm sau lận hả? Dạ. Chà, quen cũng trường kỳ quá ha. Dạ. Hồi nhỏ đó là nhát. Dạ. Đúng chưa? Lớn còn nhát không? Dạ cũng nhát nhưng mà tính tình thì có thay đổi đặc biệt. Tức là ảnh dễ không có khó như hồi xưa nữa. Quen thì anh này rất là chiều em. Nói chung là khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Dạ nhưng mà nhát á. Nhát thì vẫn nhát. Tốt tỏ tình có nắm tay có hôn má gì không? Dạ không. Hai đứa quen gần 2 năm ảnh mới nắm tay em và hôn em. Vậy đó hả? Dạ. Là coi như đi chơi vậy cũng ngồi coi phim rồi cũng ngay đơ vậy thôi. Dạ. Ừ. Lúc quen thì hai đứa không có coi phim luôn, không có vô gặp chứ phim luôn. Toàn là đi những nơi đông người nhưng này kia. Nhưng mà có gợi ý không? Có nghĩa là có khi nào anh gợi ý đó Tú ơi đi coi phim anh không? Dạ không. Không luôn. Dạ. Tụi em xác định là giữ gìn cho nhau luôn á hả? Dạ giữ tới lúc cưới luôn. Tới lúc cưới luôn? Dạ. Ồ vậy hả? Rồi đêm tân hôn sao? Mừng ăn sao? Hai đứa thì không có kinh nghiệm cho nên cũng bối rối. Đêm tân hôn ổng còn nhát không? Dạ cũng vậy, cũng nhát. Chắc chắn là nhát chứ sao mà không nhát được. Ôi, trời ơi, sao? Đúng. Mà cái đêm tân hôn có đêm không? Có đêm tân hôn không? Dạ, cưới xong thì khoảng 2 ngày sau mới có đêm tân hôn. Cái đêm đó hai đứa sao nè? Vẫn mắc cỡ đúng không? Dạ mắc cỡ. Hai đứa nằm kế nhau thì sao nè? Thì cũng nằm kế rồi ôm ngủ bình thường thôi. Vậy luôn á hả? Dạ. Em mắc cỡ tới cái mức vậy luôn á hả? Với lại là không biết làm gì cho nên là rồi sau hai chồng mới thương lượng rồi tìm hiểu. Trời ơi, thương lượng. Nhưng mà Tú thì sao? Tú có dạ. Có nhát và thậm dạ, chí dạ lúc đó mình... em cũng không biết gì luôn. Chứ là em thì đi học rồi đó giờ là em cũng không có tìm hiểu rồi nên em cũng không có biết. Em mà nói nghe nè. Rồi cái sau 2 ngày sau có đêm tân hôn á thì sau đó tụi em suy nghĩ sao về điều đó? Có thấy hòa hợp, có thấy vui vẻ hay là mệt mỏi quá, khó khăn quá? Dạ thấy vui không, thấy cái chuyện đó vui không? Dạ không, lúc đó thì chắc là không thể vui được rồi, không khớp được đúng không? Khoảng tuần hay tuần sau thì mới bắt đầu mới hơi ổn rồi. Mới hơi ổn thôi. Thôi giờ mình hỏi tới cái câu chuyện là sau khi có nghĩa là các bạn ở với nhau bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 7 tháng. 3 năm 7 tháng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 2 tuổi rưỡi. Rồi chúc mừng hai đứa. 2 năm 7 tháng vậy ở với nhau vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Dạ có. Thiếu gì? Đúng không? Dạ. Sao tật xấu anh ấy sao Tú? Dạ ảnh là ảnh rất là mê coi phim. Phim đặc biệt là phim kiếm hiệp á. Là ảnh coi có thể coi đến 1-2 giờ sáng luôn. Khi nào em kêu vô ngủ thì ảnh mới vô. Mà vô trước khi ngủ là ảnh phải kể cho em cái tập phim đó ảnh coi cái gì. Trong khi em không cần nghe. Tại vì em rất là ghét bộ phim đó. Kể không hết nửa tiếng rồi.
ông nào muốn kể ông kể hoài, chuyện nào mà em ngủ thì thôi. Còn cái thằng xấu gì nữa nè? Là ảnh đi nhậu, ảnh xỉn này về ngủ, mà nửa đêm thức thì nhậu xỉn thì nửa đêm đi vệ sinh á, thường á đi vệ sinh thì ta kiếm toilet của ảnh, ảnh không kiếm toilet, ảnh kiếm ngay câu điện á. Đi tè hả? Dạ. Có ai suối em không vậy? Dạ em là cái vấn đề đó là em sợ, nói chung là em sợ lắm luôn. Em nói lý do. Em nói lý do. Dạ thật ra thì lúc đó em cũng không có nhớ nữa, nhưng mà cha trong cái suy nghĩ em á là em nghĩ chắc hôm đó ổ điện nó hư em cần thay hay gì đó, nhưng mà tại vì chưa làm được cho nên là buổi tối khi mình ngủ á giống như mình bị mộng du vậy đó. Hiểu rồi. Có nghĩa là bạn này bạn bị mà dạng giống như là nó lặm vô trong đầu á. Tới giờ còn chuyện này không? Dạ tới giờ vẫn còn. Không lẽ ổ điện nhà em hư hoài? Ổ điện em thấy đâu có hư đâu anh. Nhưng mà em cũng chưa có kịp đi nữa, em vừa có thấy đi thôi là kêu em rồi. Nhiều khi thấy đi cái hư đó. Tại vì em rất là sợ chồng em ổ điện rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Lúc mà chồng em xỉn là em ngủ không có ngon được, là lúc nào em cũng phải canh hết trơn. Chồng em ngồi vậy là em phải canh. Thấy chồng em ngồi vậy là chồng lên ổ điện là em sợ sáng vô ổ điện đúng không? Dạ. Cảnh là có tiền đó. Dời hết ổ điện lên cao. Dạ thì cái ổ điện nó rất là cao, với lại bây giờ em lắp được cái là chống giật á, nhưng mà em vẫn sợ. Thôi là thôi làm ơn thầy á, tìm đi. Rồi còn gì không nè? Lúc con em mà nó không ăn được khi không ngủ được là đỡ thừa cho em. Tại em cho nó coi điện thoại nhiều quá nên ăn không được, ngủ không được. Đổ thừa vợ đúng không? Dạ. Phải đâu có còn ai để đổ thừa. Dạ, ví dụ như con em ngoan thì không có khen tại vợ dạy này kia rồi. Tới mà con em mà khóc thì này kia là tại vợ cưng quá. Vậy em mong chồng thay đổi điều gì nè? Dạ, em chỉ mong chồng em nhậu là đừng có lại ổ điện nữa. Nếu mà nhậu nhiều hay gì thì cứ ngủ tới sáng, hoặc là đi vệ sinh tại chỗ cũng được. Miễn là đừng có ổ điện. Dạ đúng rồi. Đừng có tè vô ổ điện thôi đúng không? Đúng rồi. Với lại anh xem phim thì đừng kể cho em nghe nữa. Rồi. Dạ. Tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì nè? Dạ em á thì hơi lười, với lại tính có hơi hời hợt á. Hời hợt. Dạ, với hay giận, tính nít lắm, như là làm gì chút xíu không vừa bụng cũng giận đó. Có thể là ngày có thể là giận 4-5 lần là chứ. Ví dụ như cái câu chuyện một ngày giận 4-5 lần. Dạ. Trời ơi nó rảnh ghê luôn, một ngày giận 4-5 lần giận gì có vui không? Nhưng nít vậy đó chị. Đâu em kể thử làm gì mà giận? Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi. Ví dụ hôm nay em hỏi ăn gì á, ăn gì cũng được. Xong cái em nấu mình xong mua đồ về thì không đúng ý bả là bây giờ. Dạ, về chiều em nấu cơm sẵn hết trơn à, xong về là nhiều khi nghe món không thích là cũng không vui vậy đó. Là giận á. Dạ, nhưng mà chút xíu à. Thì ngày 4-5 lần mà nó phải hết cơn này mới giận qua cái cơn kia được. Có bao giờ mà em đi nhậu nhẹt cô ấy giận không? Thường á em ít đi nhậu lắm, nhưng mà em nhậu một lần là nhiều. Cho nên là hầu như là mỗi lần đi nhậu về là giận, mỗi lần đi nhậu về có bao giờ đòi đi theo không? Hồi xưa thì lúc chưa cưới á thì đi đâu á thì cũng là anh đi đâu cho em xin theo với. Còn giờ cưới xong á là em vừa dẫn xe ra là ra mở cổng là quay là hai mẹ con ngồi sẵn trên xe đợi. Là coi như bây giờ không phải xin mà là áp đặt luôn hả? Dạ. Ông đi là tôi với con ngồi sẵn rồi. Không thì cũng vui á. Rồi bây giờ mong muốn em, gì đó? Đúng rồi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn bà xã em là tức là hơi kỹ tính hơn, với lại làm xiên hơn chút. Ví dụ nấu nướng thì đừng có bài biện nhiều quá, em dẹp mệt lắm. Làm xiên hả? Làm xiên lên chút xíu nữa. Dạ, tại ở nhà là chồng em chỉ nấu ăn thôi à. Ở nhà đi làm về là em việc em về là em đút cơm cho con ăn, xong rồi hai mẹ con tắm rửa xong vô phòng nằm. Còn chồng em thì làm hết nên chồng em muốn em phụ tiếp. Vậy dễ thương quá. Thực ra cái cặp này của tụi em rất là dễ thương, tại vì lúc chắc là hai bạn quen nhau từ cái lúc đó là trưởng thành trong suy nghĩ rồi xong còn chia tay nhau một thời gian nữa thì mới biết được là gọi là lúc mà chia tay nhau rồi mình như thế nào, mình cần phải hoàn thiện nó làm sao. Dạ. Nhưng từ khi mà quen lại là bớt gia trưởng, bớt ghen đúng không? Thay đổi 180 độ đúng không? Dạ, dạ đúng. Thì chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự khống chế được cái bản thân mình. Rồi, cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, hạnh phúc nha. Rồi, lúc nào cũng tràn ngập tiếng.